Nhưng mà bây giờ mình có thêm anti fan thì chắc cũng chỉ đến mức đó thôi. Tại vì thời điểm đó cứ mỗi lần mà mình viết một cái status ở trên Facebook là mấy ngàn người vô phẫn nộ và họ comment vào trong Facebook của mình, comment vào trong những cái link YouTube, những chương trình mà mình tham gia, thậm chí là họ comment vào trong cả Facebook của những người bạn có tương tác với mình nữa. À, ekip từ lại thành tư kìa, lâu không gặp mọi người, nhớ lắm nha. Xin chào các bạn khán giả của chương trình Từ Lạ Thành Thương. Mình là Ngọc Trúc, là bạn nữ số 1 đây. Hiện tại thì thời gian mình tham gia thì đã lên sóng rồi. Và mình và các bạn cũng có coi lại chương trình thì cảm thấy đầu tiên là xem lại thì rất là nhớ cái khoảng thời gian mà tụi mình ở cùng với nhau ở bên Hàn Quốc. Và có những cảm xúc của những người bạn cùng tham gia mà mình không có biết được trong cái thời điểm đó thì mình cũng biết luôn. Coi lại thì thấy rất là dễ thương, nhớ mọi người rất là nhiều. Và bạn bè mình cũng khen là chương trình dễ thương, các bạn tham gia đều dễ thương. Cũng có khen Hàn Quốc, đất nước Hàn Quốc đẹp. Rồi các bạn bày tỏ sự thích thú đối với chương trình bởi vì một cái format rất là mới. Thì mọi người đều tỏ ra rất là thích thú. Mà đặc biệt là những bạn nào mà chưa có người yêu á thì cũng có hay nói với mình là làm cách nào để đăng ký tham gia chương trình này, thì cũng có hỏi mình cách tham gia. Thực ra thì cái mà mình nhớ nhất đó chính là hộp cơm. Tụi mình ở bên đó hay gọi vui với nhau nó là hộp cơm lạnh. Bởi vì là ở bên đó thì cái thời điểm mà tụi mình quay á rất là lạnh. Và mọi người thì gói hộp cơm để chuẩn bị trước từ rất là lâu, từ sáng sớm rồi. Mà mình phải đợi rất là lâu mới tới được cái thời điểm là có thể ăn cơm chung. Thì đến lúc mà mở hộp cơm ra là hộp cơm đã lạnh ngắt, y như là ở bên Việt Nam mà mình bỏ vào tủ lạnh vậy á. Lúc mà ăn thì không có ngon làm gì đâu, nhưng mà bây giờ nhớ lại thì thấy nó đúng là một trong những cái kỷ niệm mà mình không có quên được trong chương trình. Chỉ có mình hơi bất ngờ là anh số 2 thì anh có tình cảm với mình không có nhận ra cái điều đó. Nước chấm thì mình xài một cái thôi để tí mình. Bạn nữ số 1 là một người mà Phong cảm thấy là Phong muốn tìm hiểu, cô giống như là để bạn ấy có thể hiểu Phong nhiều hơn ở những cái thông tin mà kế tiếp Phong muốn cần chia sẻ, đặc biệt là với bạn ấy. Chắc chắn Phong sẽ là người mà có thể dành cho bạn ấy một cái sự an toàn và tin tưởng tuyệt đối nhất. À, kim chi này nướng chưa có đủ nóng nè. À. Cái chảo kiểu như nướng cái chỗ kia kìa, nếm dạ. Ủa sao đúng sao một giờ? Đúng không? Sao đúng một giờ? Sắc nè, đâu có cuốn được đâu. Ờ, thứ ba hơi chăm sóc cho bạn số 1 nhiều. Đợi đi. Thì lúc mà mình coi lại á, thì mình thấy cũng rất là thương ảnh mà mình. Tại vì mình xong suốt hành trình mình không có nhận ra được một cái tín hiệu gì từ anh số 2 hết. Cho nên là đôi khi mình có đối xử hơi lạnh lùng với ảnh, hơi thờ ơ chút. Ủa anh số 2 em bảo này, em đợi anh từ nãy đến giờ. Thôi sorry em, thì khi khác anh phải cho em một lý do chứ, như vậy sao được. Bây giờ trễ rồi. Tại vì anh tưởng đâu sớm chút xíu thôi. Sorry. Này em đã đợi anh từ rất là lâu, từ nãy đến giờ anh đang nói em hẹn như vậy. Sao mà cuối cùng đợi, nãy giờ đây là đợi anh mà. Thì bây giờ anh xin lỗi em chứ không có gì hết. Tại vì anh cũng tính là đi nhưng mà hôi khuya quá, trễ rồi. Nhưng bây giờ anh nghĩ ra khi khác, ok. Sorry. Sau chương trình tụi mình cũng có gặp gỡ nhau để đi trò chuyện và uống nước một vài lần. Tụi mình cũng có quyết định là sẽ cùng làm bạn với nhau. Bởi vì thực ra thì tất cả những cái khởi đầu từ trong chương trình nó chỉ là một cái khởi đầu cho những mối quan hệ sau này thôi. Và mình và anh Liêm thì cũng thấy rằng là cả hai có quá nhiều những cái điểm chung. Cho nên là rất là khó để có thể là trở thành người yêu. Và cuối cùng là quyết định là cả hai trở thành những người bạn thì sẽ tốt nhất. Thời điểm đó thì đúng là mình cũng khá là buồn, khá là cô đơn.
Thì mình cũng hy vọng rằng là thông qua những cái chương trình hẹn hò như thế này thì biết đâu được mình cũng sẽ tìm được một người bạn trai. Nếu mà mình không tìm được một người bạn trai thì mình cũng có thể tìm được những người bạn, như là những cô gái chơi chung với mình. Thì mình cũng nghĩ điều đó và mình quyết định tham gia. Thực ra thì anti-fan của mình thời điểm đó có thể nói là đông nhất Việt Nam rồi. Mình nghĩ là mình không còn gì để phải sợ nữa. Tại vì thời điểm đó cứ mỗi lần mà mình viết một cái status ở trên Facebook là mấy ngàn người vô phẫn nộ và họ comment vào trong Facebook của mình, comment vào trong những cái link YouTube, những chương trình mà mình tham gia. Thậm chí là họ comment vào trong cả Facebook của những người bạn có tương tác với mình nữa. Nếu mà bây giờ mình có thêm anti-fan thì chắc cũng chỉ đến mức đó thôi. Mục đích của nhà sản xuất chương trình là muốn cho khán giả xem được những điều nhẹ nhàng, những điều vui vẻ, những điều hạnh phúc và lãng mạn trong chuyện tình cảm mà thôi. Chứ nhà sản xuất cũng không muốn cho khán giả nhìn thấy những cái drama hay là những cái sự gây nhau hay là những điều không tốt giữa những người chơi với nhau. Tất cả những gì mà mình chỉ có thể làm đó là mình sống đúng với con người thật của mình. Môi trường tốt thì mình sẽ bộc lộ những tính tốt của mình. Còn môi trường xấu thì không thể nào mà mình sống ngây thơ như một chú nai giữa một bầy cáo được. Điều đó là mình không thể. Cuộc hành trình thứ hai của Từ Lạ Thành Thương đã bắt đầu. Địa điểm của lần này chính là đảo Jeju. Từ Lạ Thành Thương, 20 giờ thứ bảy trên HTV2 V Channel.